该如何救赎。Tập 54. Con nói thật chứ, Tuyết Nhi thật sự bỏ qua ân oán giữa hai nhà chúng ta rồi sao? Đúng thế, Tuyết Nhi đã chịu bỏ qua ân oán đời trước giữa hai nhà rồi. Nhưng còn Thượng Quan Diệu Dương, cậu ta có định giở trò trong hôn lễ nhiều lần trước không? Cha, con dám đảm bảo bằng hạnh phúc của con và Tuyết Nhi, anh em họ đã từ bỏ rồi. Tốt, rất tốt. Vậy con sau này phải đối tốt với Tuyết Nhi biết chưa? Vâng, cha. Con sẽ bảo vệ Tuyết Nhi cả đời, trả lại hết những gì con nợ cô ấy. Hôm nay đúng là một ngày vui, Tuyết Nhi làm lành với con, Hán Văn cũng xuất viện rồi. Vậy sao cha? Tốt rồi, chúng ta dành thời gian ăn mừng chút đi. Nhất định rồi, cả phủ sẽ cùng chúc mừng. Tôi đỡ giao cho ông già, mà chưa thấy ông vui tới như thế. Hôm nay cha vui quá. Tôi phát hiện ra chuyện này, tôi vô tình nghe được nhị thiếu gia bị thương ở bụng. Thiên Tường bị thương thì liên quan gì tới tôi? Nghe nói hình như là do Thượng Quan Tuyết Nhi làm. Thượng Quan Tuyết Nhi? Được, tôi xem lần này Thượng Quan Tuyết Nhi và Vũ Thiên Tường còn ở bên nhau được nữa không. Cha, con đã hứa với Tuyết Nhi để em ấy gả cho Vũ Thiên Tường rồi. Đợi khi nào Tuyết Nhi gả vào nhà họ Vũ, ta sẽ có nhiều cơ hội hơn hành hạ Sa Lượng dần dần, còn cả con cái của ông ta nữa. Không lâu nữa chính tay con sẽ lấy đầu Sa Lượng. Cha, Thiên Tường, Tuyết Nhi, mau qua đây ngồi đi, ngồi đi. Phụ Dung vừa đi đón Hán Văn, lát nữa sẽ về. Đúng rồi, hai con phải mau chóng chọn ngày kết hôn đi. Ngày thành thân nên để Vũ lão gia và anh cháu quyết định. Tuyết Nhi, con yên tâm đi, nhà họ Vũ sẽ không bạc đãi con đâu. Sau khi con kết hôn, không chỉ là con dâu của ta, mà còn là con gái của Vũ Nghĩa ta. Lát nữa, phối hợp với tôi, hắc trại vào vết thương của Thiên Tường. Dân, đại thiếu gia, tôi sẽ phối hợp với anh, dập trần chuyện nhị thiếu gia bị thương. Hắc trại xong cậu phải đi ngay. Hàng mới của vận chuyển đã thành tới rồi, dành lại nó cho tôi. Đại thiếu gia yên tâm đi, mọi chuyện sẽ đúng như mong muốn của anh. Chúc mừng em trai. Cảm ơn anh cả. Giờ mới tới sao? Đã bảo con là hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tường và Tuyết Nhi cùng nhau về nhà họ Vũ rồi. Không chừng còn định ngày cưới nữa. Một ngày quan trọng như thế mà giờ con mới về. Ngọc Phượng đâu rồi? Hôm nay cô ấy không khỏe nên con không gọi cô ấy tới. Hai vợ chồng con, một người là anh cả, một người là chị dâu cả, một người tới muộn, một người không tới. Dạ, không sao. Em hai, anh hôm nay chưa chuẩn bị chu đáo. Nào, chén trà này xem nhanh nhận lỗi với em. Anh cả, khách sáo quá. Nào, em hai. Đại thiếu gia, để tôi. Thiên Tường, Thiên Tường, xin lỗi nhé Thiên Tường, anh có bị bỏng không?
Xin lỗi em hai, em sao rồi? Em đang về phòng nhé. Sao rồi Thiên Tường? Cha, con về phòng trước đây. Cẩn thận đó. Thiên Tường, vết thương của anh chảy máu rồi. Em đang tới bệnh viện nhé. Không được đi, sẽ bị phát hiện đấy. Không sao, mau đang về phòng bôi thuốc. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Đi mau. Thứ có mắt như mù. Quýt ngay. Xin lỗi lão gia. Xin lỗi, xin lỗi. Nào, từ từ thôi. Thiên Tường, anh gắn lên. Em bôi thuốc cho anh. Thuốc ở trong tủ. Được. Vừa nãy con cố tình đúng không? Con thấy em con chướng mắt chứ gì? Cha, cha, sao con lại phải cố tình chứ? Cha, máu, sao trên tay con lại có máu? Sao lại như thế? Thiên Tường đang bị thương. Cha đi xem thử. Vũ Thiên Tường, lần này cậu chết chắc rồi. Như Ý, Như Ý, sao thế cô Tuyết Nhi? Đi tìm tiểu thư và anh Trần mau. Mau lên, mau. Dân Thiên Tường, anh gắn lên. Phụ Dung đi lấy thuốc rồi. Không sao, sốt ruột quá đi. Sao còn chưa tới nữa chứ? Đau không? Sao Thiên Tường lại bị thương chứ? Con cũng không biết. Cha, cha cẩn thận. Cha cẩn thận, hay để con cõng cha nhé. Không sao. Chậm thôi. Cha, chậm thôi. Anh, Phù Dung, anh tôi sao rồi? Phù Dung, có thuốc cầm máu không? Có. Thiên Tường, Thiên Tường, quá ra lem thật sao Thiên Tường? Cô, cha, cha xem đi, Thiên Tường bị thương nặng thế, các con sao giấu cha chứ? Vũ lão gia, bác nghe cháu giải thích. Cô im đi. Cha, lần này em hai thật là quá đáng, hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nhi. Im đi, còn không mau đi mời bác sĩ. Dừng, con đi gọi bác sĩ ngay. Cha, cha, đừng trách Tuyết Nhi. Đừng trách Tuyết Nhi. Thiên Tường, Thiên Tường, anh sao thế? Thiên Tường, bác sĩ, ở đây. Mau. Đưa đây. Bác sĩ, đi bên này. Bác sĩ, vất vả rồi, không có gì. Cha, đã tiễn bác sĩ về rồi. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói băng bó xong rồi. Nhưng bác sĩ nói vết thương rất nặng, nếu không yên tâm tĩnh dưỡng, rất có thể để lại di chứng. Con nói cha nghe, tại sao Thiên Tường lại bị thương? Tại sao Thượng Quan Tuyết Nhi phải giấu cha? Cha, lẽ nào cha không biết sao? Vết thương của em hai là do Tuyết Nhi gây ra. Con nói sao cơ? Thực ra Tuyết Nhi chưa bao giờ quên ân oán giữa hai nhà, luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Trước kia cha không tin, giờ thì tin rồi chứ.
đúng là thiên tường bị ma xuôi quỷ khiến. Được, nhốt thần quan Tuyết Nhi lại cho cha. Dân, con đi làm ngay. Đi, làm gì thế? Đi mau. Anh bỏ tôi ra. Vào đi, thả tôi ra. Các anh làm gì thế? Mở cửa, thả tôi ra. Đại thiếu gia nói rồi, không có căn dặn của lão gia. Cô cứ ở trong đó đi. Mở cửa, thả tôi ra. Các anh định làm gì? Mở cửa. Mau mở cửa ra. Thả tôi ra. Tuyết Nhi, Phù Dung, chị đừng vội. Em đi tìm cha, bảo cha thả chị ra. Phù Dung, thiên tường sao rồi? Băng bó xong rồi, chị đừng lo. Chị chờ em nhé, em đi tìm cha luôn đây. Phù Dung, Phù Dung. Anh cả, tại sao anh nhốt Tuyết Nhi lại chứ? Anh mau thả quấy ra. Thiên tường, anh là anh cả của em. Khi nào tới lượt em trai chỉ đạo cho anh cả thế? Anh mau thả cô ấy ra. Có thả cô ta ra không, không phải do anh quyết định. Đây là lệnh do cha đích thân ban ra. Em nên biết. Tại sao cha lại tức giận như vậy chứ? Anh đã nói với cha là Tuyết Nhi làm em bị thương sao? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh đừng giả vờ nữa. Anh làm như vậy là muốn dồn em và Tuyết Nhi vào chỗ chết sao? Em là em trai của anh, tại sao anh lại máu lạnh như thế chứ? Anh nói cho em biết Phủ Thiên Tường, anh máu lạnh vô tình như thế đấy. Anh muốn chia rẽ em và Tuyết Nhi đấy. Cha, sao cha lại nhốt Tuyết Nhi lại chứ? Người ta không còn truy cứu chuyện cha làm với nhà họ Lam nữa rồi. Sao cha vô lý vậy chứ? Cha vô lý. Đúng thế, trước kia cha có lỗi với nhà họ Lam, nhưng nó có thể làm hại cha, nhưng không được động tới thiên tường. Cha không bao giờ tha thứ cho nó. Cha không đưa nó lên quan phủ đã là tốt lắm rồi. Chỉ không làm hại anh con nữa đâu. Con lấy gì để đảm bảo chứ? Con đảm bảo được không? Cha không cho phép người phụ nữ làm hại thiên tường sẽ lấy nó. Cha, đừng nói nữa. Cha nói con biết, ở yên trong nhà, không được cha cho phép, không được ra khỏi phủ. Còn nữa, giờ cha là chủ của nhà họ Vũ, cha có quyền thực hiện gia pháp. Cha, đừng nói nữa, ra ngoài. Cha, thiên tường lại ngất rồi. Cái gì? Mau gọi bác sĩ. Chuyện này cha không cần lo, con cho người đi gọi rồi. Chỉ là bác sĩ nói vết thương quá nặng, để quá lâu, khi nào tỉnh lại vẫn chưa rõ. Nghiệt duyên là báo ứng sau. Cha, cứ nhốt thượng quan Tuyết Nhi thế cũng không được, hay là đưa tới cục cảnh sát đi. Dẫn nó vào đây. Dân, bỏ tôi ra. Tôi tự biết đi. Vũ lão gia, cô còn chưa quên được ân oán giữa hai nhà, tại sao còn đồng ý lấy thiên tường chứ? Xin bác tin cháu, cháu đã quên hết từ lâu rồi. Cháu thật lòng muốn sống cùng thiên tường tới già. Sống tới già sao? Cô muốn Vũ Nghi này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Không, không phải như thế. Thiên tường bị thương là tai nạn,
Cháu không cố tình làm anh ấy bị thương. Cô nói dối. Cha, cha đừng tin lời cô ta nói. Từ khi người phụ nữ này tới nhà họ Vũ chúng ta, nhà chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện. Cô ta thật là quá thủ đoạn. Thiên Tượng ăn phải bùa mê thuốc lú mà xui quỷ khiến nên mới như thế. Trên bàn có bản thỏa thuận. Thể hiện cô chủ động từ bỏ Tử Lương và Thiên Tường. Ký tên đi. Không, cháu không từ bỏ Tử Lương và Thiên Tường đâu. Cô có ký không? Lấy dấu tay cũng được. Anh định làm gì? Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra. Tôi không ký. Không. Không. Anh làm gì thế? Trả cho tôi. Biến đi. Các người ép buộc tôi. Tôi không thừa nhận bản thỏa thuận này. Thừa nhận hay không, không tới lượt cô. Trên đó có dấu tay của cô. Nếu cô còn làm ầm lên nữa, tôi sẽ đưa cô tới đồn cảnh sát. Được rồi. Đã lấy dấu vân tay rồi. Chuyện của Thiên Tường, tôi không truy cứu nữa. Giải quyết riêng tôi đi. Cho cô ta đi. Cha, cho cô ta đi. Đây... Anh Phong. Quyền Hổ. Người của thương mại Phi Thiên thật là ngông nghênh. Dám cướp hàng của vận chuyển đại thành chúng ta. Muốn chết sao? Có hàng mọi người cùng bán, có tiền mọi người cùng kiếm. Vận chuyển đại thành, thâu tóm hàng của cả bến cảng. Không cho người khác con đường sống. Không đánh anh thì đánh ai chứ? Phù Dung. Anh tỉnh rồi. Sao anh không thấy Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi đâu rồi? Tuyết Nhi bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi. Khi nào? Chắc giờ đã về tới nhà rồi. Không được. Tuyết Nhi bất chấp tất cả để ở bên anh. Bây giờ bị đuổi ra khỏi Vũ Phủ. Không phép cô ấy phải chết hay sao? Không được. Anh phải tìm cô ấy. Anh nằm yên đi. Tức chết được. Thiên Tường, anh làm gì thế? Cô không còn tư cách để gặp Thiên Tường. Tôi chỉ muốn xem Thiên Tường thế nào trước khi rời khỏi Vũ Phủ mà thôi. Xác nhận anh ấy có sao không thôi. Ai biết được cô có nhân lúc Thiên Tường bị thương tiếp tục làm hại nó nữa không. Trong lòng anh thừa biết tôi không làm vậy mà. Đúng, tôi hiểu. Tôi biết cô sẽ không tiếp tục làm hại nó nữa. Nhưng tôi sợ Thiên Tường sẽ xin cho cô. Tại sao anh phải cố chấp muốn chia rẽ tôi và Thiên Tường chứ? Vì cô là trái tim của Vũ Thiên Tường. Không có cô, Vũ Thiên Tường sẽ sống không bằng chết. Cũng có nghĩa chỉ là đồ ăn hại. Anh... Đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Tuyết Nhi, không biết chuyện hôn sự của em bàn tới đâu rồi. Để nhanh chóng trả thù, anh phải qua đó định ngày kết hôn cho em. Anh
Em đừng ngăn anh, anh phải đi gặp cha. Anh đừng đi. Hai đứa làm gì thế? Cha, cha đừng trách anh hai nữa. Im đi. Cha bảo con về phòng rồi mà. Về đi. Về đi. Rốt cuộc con trúng độc nặng tới mức nào? Thượng quan Tuyết Nhi làm con bị thương mà con vẫn đòi lấy nó. Cha, Tuyết Nhi không cố tình đâu. Cô ấy định bắn chính mình. Cha không muốn nghe con nói. Lời con nói là thật hay giả, tự con còn không xác định được. Cha có thể không nghe con nói, nhưng con không bao giờ rời xa cô ấy. Con hứa với cha, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lấy cái gì để đảm bảo? Lấy mạng con hay là mạng của cha? Bỏ ra. Anh bỏ tôi ra. Đi. Anh bỏ tay ra. Anh định làm gì thế? Vũ Thiên Chương, Tuyết Nhi. Bỏ tay ra. Bỏ tôi ra. Tôi cho cô biết, cô đừng để bám Vũ Thiên Tường nữa. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu. Thượng quan Tuyết Nhi tôi làm như thế nào? Không cần anh phải dạy. Nhất là loại cặn bã rủ bỏ tình thân như anh. Nói về rủ bỏ tình thân, tôi còn lâu mới bằng cô. Vì tình yêu của mình mà chịu gả cho con trai của kẻ thù. Anh... Sau khi bị nhà họ Vũ từ bỏ, thì hãy về làm đứa con hiếu thảo đi. Lần sau, đâm thẳng dao vào lồng ngực của Vũ Thiên Tường đi. Dừng. Không cần trả lại. Cảm ơn anh. Tuyết Nhi. Là người nhà họ Vũ làm sao? Anh đi nói lý với họ. Anh đừng đi. Vũ lão gia đã biết em làm Thiên Tường bị thương. Ông ấy giờ đang rất giận. Anh, nếu giờ anh vào đó, ông ấy sẽ giận lây sang anh đó. Lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Anh đưa em về nhà đi. Em xin anh đấy. Được, anh đưa em về. Mình về nhà mình. Đúng là được hả giận. A Phong, đại thiếu gia, hành động cướp hàng của vận chuyển đại thành thất bại rồi. Không sao, lần này chúng ta thất bại còn có lần sau. Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không phạt cậu. Về nhà dưỡng thương đi. Cảm ơn đại thiếu gia. Đi đi. Thượng quan Tuyết Nhi.
Diệu Dương, đưa Tuyết Nhi lên xe đi. Mưa to quá, em đưa hai người về nhà. Cẩn thận. Tâm trạng Tuyết Nhi đang sa sút. Để nó tới nhà cậu ở vài ngày đi. Nếu đón Quan Nhi đến ở với nó thì càng tốt. Mấy ngày tới tôi sẽ rất bận, không thể chăm sóc cho Tuyết Nhi được. Thôi được, em sẽ lo cho Tuyết Nhi. Anh yên tâm đi, anh cầm ô đi. Cảm ơn. Không có gì, em đi đây. Sa Lượng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Không hay rồi, Nhị thiếu gia mất tích rồi. Tống Thành, em không sao chứ? Hôm nay cảm ơn anh. Có điều em muốn về nhà em. Lần trước anh cũng muốn hẹn em tới nhà chơi mấy ngày, kết quả bỏ lỡ. Hôm nay đúng lúc có cơ hội, em lại vội về thế sao? Lẽ nào chỗ anh đáng sợ tới vậy sao? Em xin lỗi. Tuyết Nhi, đừng bao giờ nói xin lỗi anh. Anh muốn em nhớ, anh chỉ muốn đối xử tốt với em. Anh tốt với em mà không đòi hỏi em phải báo đáp anh bất cứ điều gì. Sau này có gặp khó khăn gì cứ tới tìm anh. Em có thể hỏi anh một câu này được không? Anh có biết thứ em cần nhất là gì không? Thứ em cần nhất, thứ em cần nhất chẳng phải được ở bên Vũ Thiên Tường sao? Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Bị nhà họ Vũ các người hành hạ tới mức đó, em không tin Tuyết Nhi sẽ không làm như thế. Muốn đi sao? Không dễ dàng thế đâu. Tôi đang lo không có cách nào dụ Sa Lượng ra, đành dùng cậu để dụ ông ta ra vậy. Mở cửa, mau mở cửa, mở cửa ra, tôi muốn gặp Thiên Tường. Mau mở cửa, mau mở cửa, tôi muốn gặp Thiên. Mở cửa, Vũ lão gia, Vũ lão gia, mau mở cửa, mau mở cửa.
cháu muốn gặp Thiên Tường. Vũ lão gia, để tôi gặp Thiên Tường đi. Theo tôi tới một chỗ này. Mời cô Tuyết Nhi. Đi. Từ Lai, hôm nay cảm ơn anh. Anh bận như thế, vẫn dành thời gian đi cùng em. Em không cần khách sáo, hôm nay anh được nghỉ. Anh là đàn ông, ở nhà một mình mãi cũng chán. Có quan gì ở nhà cùng anh mà, anh còn sợ chán sao? Thanh Hà. Sếp. Sếp, cô Thanh Hà. Bảo sao sếp giờ tới ngày nghỉ là tìm mãi không được. Hóa ra đang đi hẹn hò. Thằng nhãi này, tìm tôi có chuyện gì? Tôi tìm anh đi uống rượu. Anh đã hẹn với tôi bao nhiêu lần rồi? Anh sao thế? Bị đau mắt sao? Sao cứ nháy mắt với tôi suốt thế? Từ Lai, hôm nay cảm ơn anh. Em hơi mệt rồi, em về nhà nằm nghỉ đây. Để anh đưa em về. Bây giờ thời thế hỗn loạn, em đi một mình không an toàn. Không sao, em đi xe kéo là được. Với lại nhà của em cũng gần đây. Xe kéo, đến đây. Em đi trước đây. Cẩn thận nhé. Cô ngồi vững nhé. Tạm biệt. Sếp, đừng lưu luyến nữa. Người ta đi mất tiêu rồi. Thằng nhãi này, tìm mày uống rượu mà chẳng được, sao cứ phải tìm tôi? Chúng ta đi. Đi. Hán Văn, chúng ta đi. Phù Dung, em cầm hành lý làm gì? Em không chịu nổi cảnh chuyên quyền ở nhà này nữa. Em mua vé xe rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu chứ? Chúng ta đi tìm tự do và ánh sáng. Anh bằng lòng đi cùng với em không? Được, anh cùng em theo đuổi tự do và ánh sáng. Nhưng lúc bố danh của em không có ở nhà, bọn mình lặng lẽ đi nhé. Được, anh nghe em. Vũ lão gia, cháu không còn là người của công ty nữa. Bắt đưa cháu tới tiệm Sơn Trân làm gì? Cô từng làm ở đây, cô biết rõ doanh thu hàng tháng. Doanh thu rất cao. Nhưng cái đó thì liên quan gì tới cháu? Nếu cô bằng lòng rời xa Thiên Tường, chỗ này sẽ thuộc về cô. Vũ lão gia, bác nghĩ một tiệm Sơn Trân có thể so sánh được với Thiên Tường sao? Lẽ nào trong lòng bác Thiên Tường chỉ là một món đồ có thể dùng để trao đổi sao? Cô đừng quá đáng quá. Đối với cháu, tình yêu của cháu và Thiên Tường là vô giá. Cho dù là tiệm Sơn Trân hay núi vàng núi bạc gì đó, cháu cũng không bao giờ rời xa Thiên Tường. Cháu xin lỗi, chào bác. Cô... Bạn nhỏ, đưa cái này cho ông cụ chủ tiệm Sơn Trân tên là Hồng Tam, được không? Ông ơi, có một anh bảo cháu đưa cho ông cái này. Cảm ơn. Đây chẳng phải là áo của Thiên Tường sao? Gặp nhau ở quán cơm Phúc Lai. Nếu báo cảnh sát, Thiên Tường sẽ phải chết.
Thiên Tường, em nhớ anh quá. Anh đang ở đâu vậy? Sao lại có mùi của Thiên Tường chứ? Thiên Tường, Thiên Tường, Vũ Lão Gia tới sớm quá nhỉ? Cậu định làm gì? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Mạng của ông. Chuyên viên, chúng tôi uống một chén. Nào, nào. Cứu giới, cứu giới, cứu giới. Có người kêu cứu. Tuy không lớn tiếng, nhưng làm nghề này bao nhiêu năm, tôi vẫn nhận ra được tiếng kêu cứu. Đi, xem thử, đi. Có ai không? Đứng im. Đứng im. Từ chuyên viên, đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta. Chúng tôi nói chuyện riêng là được. Vũ Lão Gia, thượng quan Diệu Dương có ý đồ xấu, không chỉ lần một lần hai rồi. Tôi biết. Phiền cậu ra ngoài một lát. Tôi nói mấy câu với cậu ta. Vũ Lão Gia, anh ta muốn giết ông đấy. Yên tâm đi, ra ngoài đi. Thượng quan Diệu Dương, tôi biết trước giờ cậu vẫn nghĩ là tôi đã giết Lam Thái An cha cậu. Thực ra không phải như thế. Năm xưa tôi và cha cậu cùng vận chuyển bản đồ kho báu. Đi nửa đường mới phát hiện người bảo chúng tôi vận chuyển bản đồ kho báu là người của quân phạt. Thực ra bản đồ kho báu đó là bảo chúng tôi chuyển tới cho quân Nhật. Tôi phản đối việc tiếp tục vận chuyển, nhưng cha cậu lại từ chối. Bất đắc dĩ tôi phải lấy bản đồ kho báu đi. Nhưng tôi không ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng tới như thế. Khi tôi về tới nhà, mới phát hiện cả nhà chúng tôi đã bị thảm sát. Cũng may Hồng Anh cứu được ba đứa con của tôi. Tôi lập tức chạy tới nhà của cậu.
Nhưng nhà cậu đã gặp chuyện rồi. Là tôi đã hại anh Lam, để anh em cậu biến thành cô nhi. Tôi biết bao năm qua anh em cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Trong lòng tôi thấy rất là tội lỗi, nhưng tôi vẫn luôn không nói rõ chuyện này ra. Là bởi vì chuyện này có liên quan tới quân phạt, còn có cả người Nhật. Cậu biết càng ít, cậu sẽ càng tránh được nguy hiểm. Tôi thật sự không giết cha cậu. Nếu bây giờ cậu muốn trả thù con trai tôi quyết không cho phép. Nói đủ chưa, Sa Lượng? Ông đúng là đồ vô liêm sỉ. Cha mẹ tôi vì ông mà chết, còn ông bây giờ lại định ở đây dỗ ngon dỗ ngọt, hòng lừa gạt tôi. Tôi chỉ muốn giết ông ngay bây giờ. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cậu tự mà liệu đi. Từ chuyên viên. Cậu có thể dẫn cậu ta đi rồi. Thiên Tường, anh mau tỉnh lại đi. Thiên Tường, Tuyết Nhi, anh tỉnh rồi sao? Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em đừng rời xa anh. Sao lại bị trói ở đây thế? Là anh của em làm sao? Tuyết Nhi, anh nhớ em quá. Thiên Tường, em đã nghĩ rất kỹ rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không bao giờ rời xa anh.